Một người anh thương, một người thương, em rất là dễ thương. Nó tưởng lúc nào cũng đưa nghe Kim Tiểu Long hết á. Bằng cái tình đồng nghiệp Kim Tiểu, Kim Tiểu Long. Anh bánh xèo dai ngon không? Ngon, ngon. Nãy giờ ăn chưa? Ăn rồi. Một trà phố ba thật lớn đi đón nhận tiếng hát của ngôi sao sân khấu Ngân Tuấn. Nghĩa nào? Nghĩa nào? Nghĩa nào? Nghĩa nào? Nghĩa nào? Cảm ơn Tuấn là bạn của chú Vũ Linh. Dạ, Ngân Tuấn xin kính chào tất cả quý quan khách, quý anh chị em đồng nghiệp. Hôm nay là ngày giỗ tổ, là ngày chánh 12 tháng 8 năm âm lịch, là ngày giỗ cội tổ của sân khấu Việt Nam. Thì không biết nói gì hơn, xin chúc cho tất cả quý quan khách dồi dào sức khỏe, xin chúc tất cả các anh em đồng nghiệp được sức khỏe dồi dào nè, hát nhiều show nè. Chúc cho em Minh luôn được nhiều sức khỏe đẹp trai nè và nhiều show. Chúc cho tất cả quý khách và gia đình vạn sự như ý, mã đáo, thành công, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Hôm nay là ngày giỗ tổ thì Ngân Tuấn có viết riêng một bài để nhớ ơn về tổ nghiệp. Bây giờ Ngân Tuấn xin phép gửi đến bài Tân Cổ Giao Duyên để nhớ công ơn của tổ nghiệp đã phù hộ cho mình được khán giả yêu thương cho đến ngày hôm nay, được đứng trên sân khấu, còn sức khỏe, còn diễn được những nhiều vai, đó là cái ơn của tổ nghiệp mình không thể nào quên được. Ngân Tuấn xin phép gửi đến bài Tân Cổ Giao Duyên được mang tên Trọn Đời Nhớ Ơn Tổ Nghiệp. Xin mời Ngân Tuấn ạ. Anh em nghệ sĩ ơi, anh em đồng nghiệp mình ơi, hôm nay vì giỗ tổ vui nha, trời ta bỏ lên. Cứ mỗi lần đến ngày giỗ tổ, lòng nôn nao gặp gỡ anh em mọi nơi. Về đây thành kính dân hương, với lòng tôn kính cúi xin là tổ nghề chứng minh cho lòng. Bạn cho phước nghề, bạn cho duyên nghề, ơi họ hát được nhiều số. Nhớ ơn người đã từng khai sáng ngành nghệ thuật sân khấu cải lương. Giờ đây khán giả khắp ở muôn phương đem lòng thương mến bộ môn cổ truyền nghệ thuật nước nhà. Qua bao tháng ngày, qua bao tháng ngày, lưu truyền đến ngàn năm sau. Và ngày hôm nay, con cuối thân nhìn người thương cho, chứng minh cho lòng thành tâm cất nguyện. Cầu ơn trên hai cái gian cuộc đời, hãy ban cho con ngọt ngào lời ca, duyên dáng trong nghề sự nghiệp thăng hoa. Nhiều người mến thương khán giả gần xa, bồ đề muôn phương đi đến đâu lòng đầy hân hoan. Khán giả thương mình và xin bằng tình đưa mến thương trong lòng, bằng tình đưa trái tim nhân từ. Khán giả là ân nhân của người nghệ sĩ. Tổ truyền thiên nghệ thiên tu thần sư giáo tài năng giảng đại thiên. Đã 40 năm tiêu nghề trải qua nhiều gian nan vất vả, ăn đình ngủ chợ nước mắt chan con giác cảnh phi hương và làm quân sĩ sung mấy năm trường. Bằng sĩ lực vươn lên và bằng sự yêu nghề và tổ nghiệp đã đại cho nên hôm nay mới
được sự yêu thương của khán giả gần xa. Nhớ bao người chỉ dài tâm tình, từng lời ca tiếng hát yến được nhiều dài, từ cha đến trẻ, từ thư sinh đến anh hùng. Vì cánh vào đi chiếc áo trọn đời những người bạn diễn thân thương, hàng đêm sân khấu mình cùng bên nhau như một mái gia đình. Làm sao quên được những người bạn tình trên sân khấu, biết bao kỷ niệm ở trong những vở tuồng. Cảm ơn gái nhiều nha, em gái dễ thương của tôi. Các bạn ơi, hôm nay vui quá, ai cũng cười biết tươi, gặp gỡ anh em bạn bè, biết bao nhiêu chuyện nghề, muốn trao đổi với nhau bằng tất cả yêu thương. Ngày 11, 12, 13 tháng 8 hàng năm là ngày Tết của người nghệ sĩ anh em mình. Cảm ơn cô. Sân khấu cả nước rực rỡ trang nghiêm, nhộn nhịp đón chào để mừng ngày giỗ tổ của sân khấu cải lương nè. Đó là truyền thống mà cha ông để lại, nào là heo nè, gà nè, lôi xôi chè, bánh trái cây củ quả dâng lên cho tam vị thánh tổ, cầu một năm được nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe và thanh niên trong nghề. Cầu xin chân nhớ thương cho lòng khắc ghi muôn đời, để nguyện không phai mãi mãi con luôn theo nghề. Cho dù bao nhiệm qua vẫn không nản chí, vượt qua khó khăn trong nghề. Vẫn giữ vững niềm tin ước mơ ngày mai, anh em hiến bao giây tuồng đến bao khán giả trở lại như xưa. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, con nguyện đem cả đời mình hiến dân cho nghệ thuật. Hôm nay tất cả anh em nghệ sĩ hội tụ về đây, dâng hương hôm lên cho tam vị thánh tổ, tiên sư, thánh sư, tổ sư, tam giáo, đạo sư, thập nhị công nghệ, củ huyền, thất tổ, trăm họ. Hãy mang cho chúng con được mưa thuận gió hòa, mưa an đất bắc gió hòa trời nam. Hãy mang cho các đoàn mỗi sức hát đều được khán giả đầy rạp, và anh em nghệ sĩ sức khỏe dồi dào đi hát được nhiều show. Sân khấu cải lương sẽ dần dần trở lại cái thời hoàng kim. Hãy giữ vững một niềm tin tươi sáng, sân khấu hàng em sẽ được sáng đèn. Tất cả anh em nghệ sĩ đều là con của tổ, tổ nghiệp sẽ phù hộ, không có số này thì có số khác. Người ơi, cải lương mãi mãi trường tồn, nhờ ơn tổ nghiệp đổ đi tiên vương. Hay quá chú ơi. Cảm ơn rất nhiều. Quá hay luôn chú Tuấn ơi. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn cho anh ba Lương Tuấn. Rồi, quá tuyệt vời đúng không ạ? Một tràng pháo tay lớn đó quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn anh ba rất nhiều. Và để nói tiếp chương trình, tất cả chị các bạn sẽ thưởng thức qua giọng hát một người cháu của anh hai Kim Tiểu Long, cũng vừa mới phát hành nhiều video clip rất là hay, rất là hot trên TikTok, trên YouTube.